Anh ơi, làm thế thì hỏng hết tranh của em rồi. Dừng anh ơi. Được rồi. May quá, cuối cùng cũng xong các bác ạ. Chúng em đã hoàn thành xong cái bức tranh sơn thủy rơi vào diện tích 10 m2 này tại Yên Phong Bắc Ninh. Thì các bác thấy là trước đó thì bác chủ nhà bác ấy đã xử lý cho em một số cái vấn đề. Em cứ sợ ảnh hưởng đến tranh nhưng mà rất may là xong hết rồi. Chúng em cũng vẽ khung xong ở đây. Và các bác cùng xem và tham khảo nhiều mẫu tranh khác trong kênh của em nhé. Đều là những công trình thực tế chúng tôi công khắp các tỉnh khu vực phía Bắc.